Ok, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã nhấn vào video của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tới một trò chơi game kinh dị có tên là Papa the Hugo Game. Đây là một tựa game là có thể gọi tên tiếng Việt của nó là Ông Bố Ma đi. Ok, bắt đầu nè. Ôi giời, phá cái bị khóa nè, tìm cái chìa khóa nè, tránh chướng ngại vật nè, rồi coi chừng cái tấm tấm ván gỗ bị nứt. Ok, và chống thoát. Ui giời, dễ. Bắt đầu nè. Ôi địt con mẹ, âm thanh kinh thế nha. Thở thôi. Ôi giời, kinh thế. Cái gì đây? 23 mét. Ôi giời ơi, cái gì vậy? Thôi, bà ơi. Hello, bữa nay ông đứng đây mà. Hù vậy, không thấy gì hết. Ở trên tầng mình đây nè, tầng đó đi ra xa nha, tôi bố rồi nha. À, bây giờ mình chặt búa xong mình chạy lên tầng. Trời ơi, bố đâu nhỉ? Em đi đâu nhỉ? Thấy nhỉ? Chị 24 mét đó thôi, 24 mét đó thôi. Bố ơi, cái ghế chính đáng. Ủa, kiếm chìa khóa. Ôi, cái gì vậy? Chém nó quăng điện thoại rồi. Thiệt tình. Trời tối thế, không có đèn pin hết trời. Giờ kiếm cái cửa này mới đập ra nè, lấy chìa khóa nè. Kìa sao không?
Tôi nghe thấy tiếng gỗ hình như nó sắp bị sập hay sao á. Như mình không được làm rớt đồ vật hay sao, nghe tiếng đã tới à. Rồi ba ơi, ba đi ra chỗ khác đi. Thank you.
cửa bị khóa đâu giờ. Trời, nó nhìn cái tấm dáng này hết muốn đi vô á. Qua cầu lên cầu thang rồi phải tới phòng này rồi. Ui giời, tới phòng này rồi sao nữa, rồi đập cửa này. Ui trời, cửa kế bên luôn, không biết. Rồi 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 rồi, tầng dưới rồi, tầng dưới rồi. Lấy búa lên bên phải, ok. Lấy búa lên bên phải, lấy búa lên bên phải, lấy búa lên bên phải. Búa. Lên bên phải, lên bên phải. Hai con nha, hai con nha, lên bên phải nè. Lên, 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 lên. Đập đi kìa, đập 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 đập.
Ui giờ tiếng này 14 nữa. Khoan nhã, có cái sàn sẽ bị sập. Mình đã nhớ, nhưng có sàn là đang sập. Không được. Ok, lúc qua hẳn luôn đó. Sàn này nên sẽ bị sập thì hả? Giờ bước qua sao ta? Không sao sắp lại. Ê, sao lại sắp xếp? Bạn ơi, bạn ngủ đi bạn ơi. Đúng rồi. Con đi nhớ đường rồi bạn ơi. Bạn sẽ không làm hại ngủ đâu. Hi hi hi. Đi thẳng vào, đúng vậy. Đi lại con đường bình thường lại, đi đường còn cũ lại không đi được. Nhưng lúc ba mới đi qua đúng không? Đúng rồi, ba đi xuống đi ba. Ok. Ba ơi. Ơi. Ba đi dắt rồi, dắt rồi. Bây giờ đi đường nào mà không có bị sập nè. Là cái quan trọng. Nhưng đi đường nào ta? Đóng cửa hả? Thảo à. Ok. Hình như đi đường này mình sẽ đi sạch đúng không? Hello motherfucker. Ôi giời. Ơi. Rồi giờ xong đi vô đi ba. Cái gì cũng phải liên cái game. Mẹ luôn à.
Ủa sao cửa lại mở? Trời ơi, cửa cửa thiên đường. Cũng không thấy luôn đi. Thấy đi, thấy hộ cái đi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Còn bây giờ, bye bye.